Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt Channel, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt Channel sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Những hoa hậu Việt bị chê tên tả lúc đăng quang và nhan sắc mặn mà, sự nghiệp lẫy lừng ở hiện tại. Mai Phương Thúy, một trong những hoa hậu sở hữu nhan sắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử là Mai Phương Thúy khi đạt vương miện năm 2006. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, thời điểm đoạt vương miện, chân dài sinh năm 1989, bị công chúng chê bai vì sở hữu gương mặt không cân đối, nước da ngăm đen. Hoa hậu Việt Nam năm 2006 Mai Phương Thúy đã bị ném đá dữ dội về nhan sắc. Nếu như Mai Phương Thúy gây chú ý bởi chiều cao kỷ lục 1m79 và phong thái hồn nhiên của cô gái 18 tuổi, thì Lưu Bảo Anh lại thu hút ống kính phóng viên bởi dáng dốc yêu kiều của gái miền Tây. Lưu Bảo Anh xuất hiện gương mặt đầy nữ tính, ánh mắt quyến rũ, làn da trắng muốt, thân hình cân đối, dáng đi mềm mại. Đặng Thị Ngọc Hân, năm 2010, rất nhiều khán giả đã bất ngờ khi danh hiệu Hoa hậu danh giá được trao cho Ngọc Hân. Người đẹp không thật sự nổi bật về nhan sắc, khi sở hữu hàm răng không đều, làn da không thật sự trắng và bao vòng chưa hoàn hảo. Thậm chí còn có người cho rằng cô là hoa hậu xấu nhất trong các đời hoa hậu Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng My với vẻ quyến rũ, gợi cảm chỉ đoạt danh hiệu Á hậu. Còn thí sinh Quỳnh Bích Phương được yêu mến với khuôn mặt đẹp như Trương Tử Lâm thì ngậm ngùi dừng chân ở top 20. Tuy nhiên, Ngọc Hân dùng sự im lặng cũng như thời gian để chứng minh ban giám khảo trao vương miện cho cô là xứng đáng. Trăng khểnh, da đen, vóc dáng thừa cân, tất cả chỉ còn là dĩ vãng của cụ hoa hậu mà thôi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đúng theo chu kỳ 4 năm lại xuất hiện một tân hoa hậu gây tranh cãi. Cái tên tiếp theo khiến dư luận bất ngờ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 là Kỳ Duyên. Ngay thời điểm cô đăng quang cho đến hàng loạt các hoạt động sau đó, cô đều bị ném đá tơi bời. Được báo chí dự đoán có mặt trong top 10, nhưng Kỳ Duyên đăng quang, cô bị chê không tiếc lời. Nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Kỳ Duyên không thể vượt trội hơn Á hậu bởi gương mặt có gò má cao, khuôn miệng nhỏ và đôi môi mọng của Kỳ Duyên không hề ăn hình. Khi đăng quang, gương mặt Kỳ Duyên không cảm xúc càng khiến nhiều thông tin bên lề cho rằng cô đã biết trước kết quả. Tuy nhiên, Kỳ Duyên đã có một cuộc cách mạng sắc đẹp gây sốc nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Mỹ nhân gốc Nam Định vướng loạt tin đồn giao kéo như bờ môi, đồn cằm, nâng mũi, nâng ngực. Tuy nhiên, Kỳ Duyên phủ nhận tất cả những gì mà dư luận đưa ra, chỉ thừa nhận trùng tu vòng một. Cũng chừng ảnh với năm, cái tên Hoa hậu Kỳ Duyên được nhắc đến thường xuyên, hình ảnh cô xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Cũng chính từ đây mà khán giả càng nhận ra sự thay đổi ngày một tích cực của Kỳ Duyên từ phát ngôn cho đến nhan sắc. Thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên ngày càng xinh đẹp hơn, tự tin hơn và sức hút của cô vẫn còn được nhiều người quan tâm. Leo Ngân Anh. Ngân Anh bị liệt vào danh sách hoa hậu kém tự nhiên khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại Dương 2017. Thị phi cùng đôi môi xinh tều đã đẩy cô vào làn sóng tẩy chay dữ dội. Thế nhưng, Leo Ngân Anh dần vượt qua những chuyện không liên quan đến nhan sắc lẫn phát ngôn của mình sau đăng quang. Leo Ngân Anh cũng như nhiều người đẹp khác, cô chọn cách lặng lẽ làm việc, không phát ngôn mà tập trung trau dồi bản thân, chăm chút cách ăn mặc và dần xuất hiện trở lại với hình ảnh chỉnh chu hơn. Có thể nói Leo Ngân Anh đã có hướng đi đúng đắn để giúp cô vượt qua scandal nhan sắc và ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt công chúng. Con đường phía trước của Leo Ngân Anh còn khá dài, nhưng chính những nỗ lực của cô trong thời gian qua phần nào chứng minh áp lực từ dư luận cũng chính là động lực để cô cố gắng nhiều hơn so với những người đẹp nhận được nhiều ưu ái từ công chúng. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt Channel nha.